Lệ Quyên bị bạn thân nổi tiếng của Hồ Ngọc Hà gọi thẳng tên, chuyện gì đây? Drama giữa Lệ Quyên và chuyên gia trang điểm nổi tiếng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Lệ Quyên bất ngờ bị Hùng Van Gogh, chuyên gia trang điểm nổi tiếng, cà khịa đầy thâm thúy. Mới đây, trên Facebook của một make-up artist đã úp hình khoe ảnh make-up mới của Lệ Quyên. Ngay dưới bình luận, Hùng Van Gogh để lại bình luận không ngại nhắc thẳng tên Lệ Quyên. Anh viết, con người tính xấu như vậy, không có make-up nào che nổi đâu em ơi. Hiện, bình luận của chuyên gia trang điểm nổi tiếng Hùng Van Gogh đã bị xóa. Tuy nhiên, trên trang cá nhân Hùng Van Gogh đã chia sẻ lại dòng bình luận trên và đăng tải chế độ công khai. Drama trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khiến dân tình bàn tán xôn xao. Hiện tại, sự việc trên vẫn được đông đảo khán giả quan tâm. Hùng Van Gogh lập tức trở thành tên được tìm kiếm phổ biến trên các trang mạng xã hội. Dòng bình luận của Hùng Van Gogh khiến dân tình tò mò. Anh chỉ để lại dòng bình luận ngắn đó và không tiết lộ gì thêm. Lệ Quyên hiện vẫn chưa có phản ứng gì trên mạng xã hội trước drama này. Hùng Van Gogh, tên thật là Ngô Văn Hùng, sinh ra ở Việt Nam. Sau đó anh chuyển đến Canada sinh sống. Anh được tiếp cận với những nền văn hóa hiện đại từ trẻ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hùng Van Gogh bắt đầu theo đuổi nghề trang điểm một cách nghiêm túc. Drama giữa Lệ Quyên và chuyên gia trang điểm nổi tiếng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Khi đã trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm, anh quyết định chuyển đến New York sinh sống vào năm 2006 và bắt đầu đạt những thành công về lĩnh vực trang điểm. Anh chuyên make up cho các ngôi sao hạng A tại Hollywood như Selena Gomez, Miranda Kerr, Jennifer Lopez,